Hoan hỷ đón chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm Tân Sửu 2021 ngày hôm nay, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm, dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo, gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người thì kinh tế dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình Phong thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Tân Sửu này. Trong năm tới đây thì vận trình, tài lộc, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp thì có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ vận trình của mình, xin mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 gặp năm Tân Sửu, thiên can Tân Kim lộ xuất tài tinh. Còn địa chi Sửu Thổ lộ xuất thực thần và Sửu Ngọ tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh tài chính hoặc thủy lợi nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm phạm cục diện hại thái tuế nên dù có làm ăn khá cũng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng đến mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra thì thực thần chiếu mệnh còn đại diện cho những chuyện thị phi, rắc rối. Vì thế mà trong năm 2021, dù việc làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định, nhưng mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 dễ gặp phải tai họa khôn lường về các mối quan hệ giao tiếp. Vì thế mà trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, mệnh chủ cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tình đời để phát hiện ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, mối quan hệ nào mang lại nhiều điều tiêu cực thì giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Bản mệnh cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm 2021 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn thì tốt nhất không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không sẽ vướng phải chuyện kiện tụng. Việc làm ăn thì cần chân chính, dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui. Còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt sẽ phải gặp nhiều mối ưu phiền. Trong năm Tân Sửu 2021 này, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 cần phải tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước, khiến cho cơ thể khó thích nghi hoặc mang đến những tai họa ngầm. Tốt nhất nên tham gia những hoạt động ngoài trời, chú ý rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường thể chất. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tình hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên an toàn. Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nạp âm ngũ hành là thiên hà thủy, đa phần là người thông minh, lanh lợi, cả đời lên xuống khá nhiều, nhưng về già thì vinh hoa. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, thủy thổ tương khắc. Trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn về các bệnh liên quan đến thận,
chú ý cẩn thận để tránh những tai nạn liên quan đến xương cốt. Nửa đầu năm 2021 thì tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi nhờ có quý nhân giúp đỡ, cộng với sự vươn lên cố gắng không ngừng nên bản mệnh có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên thì trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt còn ai là kẻ xấu, ưa nịnh bợ, bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như hình ảnh của bạn. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi trong lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Một mặt, năm nay cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe bản thân, chú ý an toàn giao thông. Mặt khác, nếu gặp phải xử lý công việc thì có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn, tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất luôn mang bên mình để hóa giải. Nam mệnh 56 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, tai họa khá nhiều, gia đình không yên, đi lại trở ngại. Nữ mệnh 56 tuổi, năm nay gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, cần phải lưu ý xảy ra các nạn về máu huyết, chú ý bảo vệ sức khỏe và vấn đề phụ khoa. Trong cuộc sống hàng ngày thì họ nên theo dõi cách nói chuyện của người khác và tránh tranh cãi. Nếu những người sinh năm 1966 có mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình thì cần phải là người làm lành không khí trước. Mệnh chủ Bính Ngọ 1966 có thể có một số vấn đề liên quan đến sức khỏe, thể chất. Năm nay, hạn chế đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện cũng như là tham dự đám tang của ai đó để tránh những điều tiêu cực có hại cho sức khỏe, thể chất. Hơn nữa thì cần phải kiểm tra thể chất thường xuyên hơn trong năm 2021. Theo đó thì bạn cần phải tìm ra các vấn đề sức khỏe càng nhanh càng tốt, dễ mắc các bệnh liên quan đến thấp khớp, cột sống cổ, cột sống thắt lưng và đường hô hấp. Do đó nên thay đổi thói quen sống để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe. Về sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ trong năm 2021 Tân Sửu, với may mắn cho sự nghiệp, mệnh chủ Bính Ngọ 1966 có thể mong đợi một chút tiến bộ trong công việc, nhưng nên tiếp tục bước đi như trước. Vì bạn không giỏi quản lý và làm mọi thứ một cách vội vàng, thường tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bạn nên hết sức thận trọng cho dù có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh và đừng để bị lừa dối bởi những lời ngọt ngào. Trong năm 2021, sự nghiệp của bạn đòi hỏi phải bình tĩnh chờ đợi cơ hội tốt. Năm nay may mắn cho tài lộc có thể tốt nhưng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự nghiệp kém. Đồng thời, việc quản lý tài chính kém dẫn đến chi tiêu đáng kể, vì vậy mà năm nay nên học cách quản lý tiền và cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh khá là có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thực thần, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy, sẽ vướng phải chuyện thị phi, nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên thì không mấy hòa hợp, khiến cho việc thăng chức, tăng lương trở nên khó khăn, có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân mình. Mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thì gặp năm Tân Sửu, thiên can Tân Kim lộ xuất tài tinh, còn địa chi Sửu Thổ lộ xuất thực thần và Sửu Ngọ tạo nên cục diện tương hại. Nên trong năm nay, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh tài chính hoặc thủy lợi, nhà hàng, nhưng cũng tiềm tàng đầy nguy hiểm. Công việc của bản mệnh phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm, rắc rối, thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến cho bản mệnh cần phải cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính những lúc này là lúc cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng kể, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đặc biệt, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Canh Tý,
dương lịch từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2020, tức là từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ, và tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung là những gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Tân Sửu 2021. May mắn cho tài lộc có thể tốt cho những mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn trong công việc, bạn vẫn có thể có được thu nhập đáng kể. Sự may mắn cho vận may và kinh nghiệm phong phú trong đầu tư có thể mang lại cho bạn thêm lợi nhuận. Bạn quá là hào phóng khi mà từ chối việc được mượn hay là vay miễn phí từ người khác. Kết quả là bạn nên học cách quản lý các vấn đề tiền bạc, hoặc có thể bị chỉ trích ngay khi bạn chi tiêu cho người khác. Mặc dù năm nay không lý tưởng về sự giàu có, nhưng đây vẫn là một năm hạnh phúc đối với người sinh năm 1966. Con đường tài lộc của mệnh chủ Bính Ngọ trong năm Tân Sửu khá là thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên thì bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ. Bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến cho bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Năm nay sẽ không có nhiều cơ hội, thu nhập sẽ phát triển theo tình hình, rủi ro hoặc tài vận cũng sẽ tùy theo mà tăng nhiều. Đồng thời còn gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí là nghiêm trọng, vì tiền tài mà xảy ra tranh chấp liên quan đến pháp luật. Chi tiêu ngoài ý muốn nhiều, năm nay tuy là năm tài vận kém, nhưng tuổi Ngọ không cần phải quá mức khẩn trương, cơ hội vĩnh viễn dành cho người có sự chuẩn bị. Nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng với mục tiêu, sự cần cù chăm chỉ làm việc, có thêm quý nhân tương trợ thì có thể đạt được kết quả mong đợi. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và mặt dây bát bảo tâm kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày thì bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết, cho dù là khi tài chính dư giả thì cũng nên biết giữ mình. Có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm, vì thế mà trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, tuổi Bính Ngọ 1966 cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt kẻ xấu. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt thì nên phát triển, còn nếu mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Bản mệnh cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm 2021 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà mệnh chủ Bính Ngọ 1966 sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn thì tốt nhất không nên tham lam quá mức, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào chuyện kiện tụng. Việc làm ăn thì cần chân chính, dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui. Còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt phải gặp nhiều rắc rối ưu phiền. Về sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Tân Sửu 2021. Đối với những mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thì năm nay cần phải cẩn thận hơn về sức khỏe. Bạn có áp lực tương đối lớn, điều này ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Hãy chắc chắn để chăm sóc cơ thể của mình dù đang bận rộn. Bạn có thể ra ngoài cho một chuyến đi trong năm nay, nhưng hãy nhớ đừng quá mệt mỏi và không tham gia vào các trò chơi khó khăn và nguy hiểm. Năm 2021, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ phải chịu nhiều tổn hại do sao thực thần tiết khí, cũng như ảnh hưởng của cục diện Sửu Ngọ tương hại. Sửu Ngọ có sức ảnh hưởng lớn khiến cho yếu tố hỏa của Ngọ bị tổn hại. Vì thế mà tuổi Bính Ngọ cần phải tránh đến những nơi u ám ẩm ướt, nếu không dễ khiến cho cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Tân Sửu 2021, bản mệnh không nên làm việc quá sức khiến cho cơ thể mệt mỏi.
Nếu có thời gian rảnh, nên thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Thậm chí có khả năng là bệnh cũ sẽ tái phát trở lại, tình trạng bệnh vặt khó tránh, cần chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân nhiều hơn. Hàng ngày nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của những người lớn tuổi trong nhà. Về tình duyên của tuổi Bính Ngọ trong năm Tân Sửu 2021, sự may mắn trong mối quan hệ tình cảm sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn với bạn đời. Tuy nhiên thì vẫn có thể tranh cãi về những vấn đề tầm thường, cần trao đổi nhiều hơn với nhau vì không dễ để hỗ trợ cho nhau trọn đời và mối quan hệ này cần phải được trân trọng. Năm nay gia đình bạn có thể có một sự kiện hạnh phúc. Phái nam thì nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp, luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể bản mệnh quá cả tin sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến cho bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách ứng xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến cho đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình thì cần chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không nên để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 đã kết hôn hoặc đang yêu đương, vì ảnh hưởng của hại Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, lại gặp được Tân Kim là thực thần, là tài tinh. Mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột cùng người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối, có cái vã tranh chấp. Phải cẩn thận trong việc có kẻ thứ ba chen ngang cùng với người khác giới kết giao. Nếu như năng lực quyết định không vững, không chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, dẫn đến sóng gió cho gia đình. Mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thuộc sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra thì cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ Bính Ngọ 1966 nam mạng sẽ gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không tốt. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền tốn của, bởi có thể sẽ gặp phải người gian, trộm cắp, dẫn đến thiệt hại về tài chính của mình. Tử vi trọn đời của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Những người đứng can bính thuộc Bính Ngọ thì thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, khi mà giận thì như lửa bừng bừng, khi xong thì lại nguội lạnh. Tuy vậy thì họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi mà nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khí khái, cứng cỏi, luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Người tuổi Bính Ngọ có số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận thì giàu có. Nếu lấy tuổi Tuất Dần thì cố hòa hợp để sống, chuyện tình duyên thì không mấy suôn thuận, có thể phải hai lần đỏ mới đặng. Không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình nên tình hình thân hữu không được mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn. Nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ thì long đong, về sau phú quý, sống lâu, tính tình nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng, vợ chồng cần phải dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt, cần phải làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời hưởng sung sướng về thời trung vận, việc làm thì gặp nhiều may mắn, sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Phần gia đạo thì đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau, nếu bạn biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều điều tốt đẹp, con đường công danh lúc nhỏ có chức vận, về thời hậu vận có tiếng tăm, sự nghiệp gây dựng được vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa, bắt đầu từ thời trung vận, về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ nữa. Nữ giới tuổi Bính Ngọ thì phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm,
của cuộc sống. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Công danh của nữ giới Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp. Bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì rất tốt. Sự nghiệp của bạn hoàn toàn từ năm 34 tuổi trở đi. Tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.